Trải qua gần 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đã có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, viết nên những trang sử vàng chói lọi. Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn sư đoàn, hôm nay trung đoàn 2 long trọng tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đang nhịp bước tiến vào lễ đài, dẫn đầu đội hình là quân kỳ quyết thắng. Quân kỳ quyết thắng, biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam, là biểu tượng của một đội quân quyết chiến, quyết thắng, bách chiến, bách thắng. Phía sau quân kỳ quyết thắng là khối sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của trung đoàn. Đây là lực lượng lòng cốt cho công tác giáo dục, quản lý, huấn luyện và rèn luyện bộ đội. Trong những năm qua, đội ngũ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm cho công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đang nhịp bước tiến vào lễ đài là khối đội hình đội ngũ của tiểu đoàn bộ binh 1. Phát huy truyền thống cha anh, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1 luôn đề cao trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Năm 2020, tiểu đoàn vinh dự được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho một tập thể, Thủ trưởng sư đoàn tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 5 cá nhân, trung đoàn khen thưởng 3 tập thể và 20 cá nhân. Nối tiếp đội hình đội ngũ của tiểu đoàn bộ binh 1 là những bước chân rộn rã của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 2. Tiểu đoàn bộ binh 2 sinh ra và trưởng thành từ những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua quá trình xây dựng chiến đấu, có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong những năm tháng ác liệt đó, tiểu đoàn được sống trong tình yêu thương bùng bọc của nhân dân khu 5. Với những chiến công chói lọi trong kháng chiến chống Mỹ, tập thể tiểu đoàn và đại đội bộ binh 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cũng rất đối tự hào khi thường xuyên được đón các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Năm 2020, tiểu đoàn vinh dự được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, Thủ trưởng sư đoàn tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 4 cá nhân, trung đoàn khen thưởng 3 tập thể và 20 cá nhân. Trong buổi lễ long trọng này, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 2 đang sát cánh bên nhau in trong đội ngũ trùng điệp của trung đoàn, thể hiện sự hùng mạnh, niềm tự hào, xứng đáng là những người con, người em của thế hệ cha anh đi trước. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, ngày càng trưởng thành, tiến bộ. Đang nhịp bước tiến vào lễ đài là đội hình đội ngũ của tiểu đoàn bộ binh 3.
tiểu đoàn bộ binh 3 sinh ra và trưởng thành từ những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của buổi lễ phát động thi đua hôm nay, cùng với khí thế thi đua sôi nổi, hào hùng của toàn trung đoàn, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 3 nguyện luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, tiến bộ. Tiếp nối những bước đi nhịp nhàng của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 3 là khối đội hình đội ngũ của đại đội 14, đại đội 15 pháo binh, đại đội 16 phòng không, đại đội 18 thông tin, đại đội 20 trinh sát của trung đoàn. Phát huy truyền thống trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đại đội 14, 15, 16, 18, 20 luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đại đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực của nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của buổi lễ phát động thi đua hôm nay, chúng ta cùng tin tưởng và hứa hẹn sự thành công toàn diện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của trung đoàn. Với niềm vui lớn lao này, cán bộ chiến sĩ trung đoàn bộ binh 2 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thủ trưởng sư đoàn, các đồng chí đại biểu đã dành cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn sự quan tâm, cổ vũ, động viên nhiệt thành. Một lần nữa xin kính chúc thủ trưởng, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn.